Ôi, sao mà nhà nhiều mùi thuốc thế? Con có thấy mùi thuốc ở đâu không? Ở nhà bố hút thuốc không con? Con nói thật đi rồi mẹ thử cho con, có được không? Hả? Bố nhà hút thuốc ở đâu con? Hả? Ê, ê, trong đấy à? Mẹ xem nào. Wow, bố nhà hút thuốc nhiều vậy hả? À? Thế bố lấy thuốc ở đâu con? Hả? Bố lấy thuốc ở đâu? Ừ. Wow, bố lấy thuốc trong đấy à? Ấy da. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, vứt thuốc của bố vào đấy. Ừ, để sau này bố không phải hút thuốc đó, để mẹ về xử lý bố ha. Ồ, bắt bố quỳ xuống miếng đây đúng không? Ừ, được. Mẹ nghe lời con ha, về bắt bố quỳ xuống đây ha. Ừ, đúng rồi. Bảo bố con mẹ giỏi quá, ngoan quá. Ừ, đúng rồi. Vứt thuốc vào đấy, sau này cho bố không hút nữa đúng không? Ừ.